chân trái cái chân trái Huyền Diệu 2-0. Trước mắt chúng ta sẽ là một pha đá phạt trước về ngang cánh phải của các cầu thủ Hồng Sự. Bóng đã không đến được di chuyển. Một bàn thắng không thể chấp nhận. Một cái chân trái cực kỳ ảo thuật. Khi đoạn bế trong pha bóng vừa rồi, khi pha cắt ngang của Van Persie là cực kỳ khó chịu. Tỷ số là 4-2 cho các cầu thủ Hồng Sự. Một pha dứt điểm tạm biệt các. Một siêu phẩm cho các cầu thủ Hồng Sự. Đội thì đang trôi về những phút cuối. Và chúng ta có thể khẳng định rằng trận đấu ngày hôm nay sẽ là một chiến thắng tiếp theo dành cho. Ở tình huống này thì Nghiêm Quân Quang Bọn thậm chí là Hùng Cá Rồ cũng có thể dứt điểm. Tỷ số là 1-0. Đó là kinh nghiệm. Người ghi bàn là đội trưởng, cựu đội trưởng Nghiêm Quân. Bất ngờ than 36. Cầu thủ sinh năm 1985. Nghiêm Quân đã ghi bàn cho Hà Nội 1-0. Thì các trọng tài sẽ tham khảo công nghệ bên ngoài sân. Những tình huống vào bóng nguy hiểm, chơi xấu sẽ được. Trong trận đấu gặp các người đồng chuyên nhất của đồng thị đó là Quý Vip. Còn đến đúng thời điểm này đọc Á Quang là vừa. Cơ hội đã hết. 4-1. Trận đấu đang nhận được nhiều thẻ nhất đó là trận đấu giữa Quan Độ và Đồng Nguyên, 9 thẻ. Hoa Nhô trở thành Vân Độ. Lại một tình huống phản xạ kỹ thuật hết. Là số tiền mà Kim Boy sẽ giành được. Anh không dám mang cuộc ấp bởi chưa ai phải nhận một chiếc thẻ vàng rồi. 1-0. Chí Công. Đây là Chí Công. Tỷ số là 1-0 dành cho Đất Xã. Một tình huống đặt lòng. Ngày hôm qua chúng ta đã được chứng kiến được một siêu phẩm. Có lẽ vừa rồi thì cả khán giả đồng kỵ cũng đã dành những tràng pháo tay cho các cầu thủ Bất Xá ở thứ vừa rồi. Một pha lạc lòng quá đẹp mắt. Còn quý vị khán giả có thể xem lại và thắng rồi trên trang
trang Van Tết của mình là bên này. Tỷ số là 1-0 và người ghi bàn là Chí Công. Pha ghi bàn cho thấy được đẳng cấp. Cơ hội phản công Kiến Quốc. 4-1. Quá đáng tiếc, không chuyển bóng cho Thiếu Mi. Người vào sân là Văn Tài. Lê Bắc là một người con cũ của Văn Hộ và rất có thể bàn thắng vừa rồi là chú Hữu Bảo Anh muốn dành tặng cho khán giả Văn Hộ. Ở ngoài bảng thì Tô Văn Tốc, Thanh Tùng và Kiên Trung đang là ba cầu trẻ thi đấu tất đất về việc quá về đi. Tiền ra. Dương Luân, đây là Vũ Đức. Vũ Đức sẽ đối đầu với Đình Minh. Rõ ràng là với đội bóng được đánh giá cao hơn thì Đồng Kỵ đang cầm bóng và triển khai những trận tấn công tốt hơn. Đó là một siêu phẩm. Một siêu phẩm đến từ Tú Đề Bà. Bàn thắng thứ 3 của Tú Đề Bà trong trận đấu này. Một thủ thành dày dặn kinh nghiệm, Như Đình Thái cũng đã phải đứng nhìn, không có một phản xạ nào cả. 1-0 cho đội chủ nhà.